sĩ đình đám một thời là Jack và Hiền Hồ đã đồng loạt thông báo comeback. Trong khi Jack hé lộ Jack một trong album đầu tiên và MV mang tên Xóa tên anh đi, thì phía Hiền Hồ cũng tung liền 4 teaser chuẩn bị ra mắt ca khúc Khóc ở trong club, hứa hẹn thả xích vào ngày 14 tháng 8 sắp tới. Việc cả Jack và Hiền Hồ chọn cùng thời điểm quay lại với âm nhạc sau thời gian im hơi lặng tiếng ngay lập tức đã khiến khán giả bàn tán xôn xao. Theo dõi phản ứng của phần đông fan hâm mộ, cả hai nghệ sĩ trẻ này đều không tạo được hiệu ứng tích cực khi trở lại với âm nhạc. Mặc dù MV Xóa tên anh đi của Jack ra mắt hôm 10 tháng 8 hiện tại đã chễm chệ trên top 2 trending YouTube, nhưng hầu hết đều nhờ vào sự gây views tích cực từ FC Đóm. Ngoài ra, bài hát này gần như không tạo được viral trên mạng xã hội như trước. Có fan còn nhận xét thẳng là bài hát của Jack nghe xong không đọng lại ấn tượng gì. Riêng về phía Hiền Hồ, mặc dù mới chỉ hé lộ teaser với 4 tạo hình khác nhau đầy bí ẩn và ma mị, nhưng phản ứng của khán giả vẫn khá hở hững. Thậm chí nhiều bình luận mỉa mai bắt đầu đổ dồn vào nữ ca sĩ sinh năm 1997. Vẫn còn ảo mộng ngày quay lại hát cơ, đáng lẽ phải đặt là Khóc trong G63. Được biết, ca khúc Khóc ở trong club sắp ra mắt của Hiền Hồ được viết bởi nhạc sĩ Tiên Cookie. Trong quá khứ, Tiên Cookie từng dính lùm xùm vạ miệng khi tuyên bố không cần khán giả. Việc Hiền Hồ bắt tay cùng Tiên Cookie trong lần comeback này càng khiến cư dân mạng thêm phần soi mói tỏ vẻ không hài lòng, ngay cả khi bài hát chưa ra mắt.